Hello anh em và chào mừng anh em quay trở lại với kênh của Rock HP nha. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đến với tựa game Call of Dragon ở một video hướng dẫn tiếp theo. Thì video này thì sẽ chỉ cho các bạn những cái mẹo để các bạn có thể phát triển tốt ở giai đoạn đầu game và làm thế nào để có cái lượng sức mạnh nó to hơn trong tựa game này nhé anh em. Hiện tại thì bên Call of Dragon mình đang khởi đầu với một nhân vật ở K37 nha các bạn. Thì hôm đầu mình có nói là bên này không có bot đúng không anh em? Nhưng mà hôm nay thì cũng có bot rồi các bạn. Đó, hiện tại là một ông đã lên 10 triệu, một ông lên 8 triệu và một ông là lên được 3 triệu 9 pound rồi. Đó cũng khá là khỏe nhá. Và hôm qua thì mình cũng mới được trải nghiệm gọi là hít rương của một bot clear tất cả các gói trong Call of Dragon. Và mình phải nói thật các bạn luôn là quá ngon. Mình xin nhắc lại một lần nữa, đối với những bạn mà muốn khởi đầu ở tựa game này ấy, thì tốt nhất là anh em nên đi theo bot nha. Nó bot nào càng nhiều anh em sẽ càng có lợi nha, cái này mình nói thật. Chứ các bạn đừng có đi theo những cái liên minh mà đông nhưng mà không có nạp tiền. Ở đây anh em thấy không, một cái rương vàng mình là 100 gem. Ok, rương bạc mình cũng được là ba cái tăng tốc 60 phút. Cái này rất là quan trọng luôn, quá trình các bạn chơi mà các bạn sẽ thiếu cái speed rất là nhanh nếu các bạn những người chơi không nạp tiền. Đây, ở đây tiếp tục mình được rương vàng này, em thấy không? Nó rất là nhiều tài nguyên nhá. Và đặc biệt ở đây mình có tới là 7 cái tăng tốc 60 phút, nó rất là nhiều. Thì cái này là một cái điều rất là không phải ai mà hit rương cũng được, đúng không? Tại các bạn vào liên minh mà nhiều khi không có bot là một này, rồi nhiều khi có bot anh không vào được. Nhưng mà nếu mà ok nhất thì anh em nên tìm đến những con đường mà có bot nạp rương nha, các bạn thấy không? Nó chỉ với một vài rương của bot thôi mình đã dư cái speed để mình úp nhà rồi. Đó, đầu game mà có mấy cái tăng tốc này các bạn úp nhà rất là nhiều. Nên cái lời khuyên đầu tiên của mình cho anh em ấy đó là hãy đi theo những liên minh có bot nha. Đó, còn nếu mà trong một kingdom mà kiểu bot dồn hết về một bên á mà bên kia không có bot, các bạn sẽ cực kỳ thọt luôn. Cái mỗi ngày là thọt đi một ít á, mỗi ngày cái bot nạp một ít rương các bạn được vài tiếng tăng tốc rồi. Bây giờ cứ mỗi ngày các bạn không được hit thì có phải là theo thời gian các bạn sẽ yếu đi không? Nó hiện tại K32 thì quà đã lên đến 32 rồi. Bên mình mới quà 12 thôi mà đã hit được bằng này đó anh em. Tiếp đó là trong quá trình chơi thì các bạn sẽ muốn đặt mục tiêu, đó là nâng cấp cái đại sảnh chỉ huy này lên cấp càng cao càng tốt nha. Thì mục tiêu anh em muốn hướng đến đầu tiên là cấp 11 này, sau đó là cấp 17 và cuối cùng là cấp 22. Khá là giống bên Rise Kingdom, anh em sẽ muốn nâng cấp lên để mang thêm cái hàng chờ quân ra ngoài. Thì hiện tại mình đã lên được là cấp 12 rồi. Đó, bên này thì mình cũng chưa có nạp thêm gói nào nha anh em, kiểu chơi cũng live ride thôi. Các bạn mà lên nhà chính cấp cao sẽ rất là có lợi, bởi các bạn sẽ mang được nhiều quân hơn, thì đồng thời các bạn sẽ thu gom được nhiều hơn. Và nhắc đến thu gom ấy thì ở đây mình có một lời khuyên nữa cho anh em, đó là chúng ta nên dồn sách kinh nghiệm cho những con tướng farm nha. Ở đây thì mình sẽ có hai con mình nghĩ là dễ lên nhất, đó là con Keola này, con này thì nó là tướng lam này, con thứ hai là con cha cha nha anh em, nghe tên hơi buồn cười đúng không? Đó thì các bạn nên nâng cấp hai con này lên cấp độ khoảng 16-17, tối thiểu là cấp 12 để anh em lấy cho mình cái điểm ân huệ của trái đất. Cái điểm này thì mỗi ngày các bạn sẽ nhận được tối đa là 20.000 sách kinh nghiệm, nó dựa trên số lượng tài nguyên các bạn thu thập được. Có nghĩa là cứ 2% lượng tài nguyên thu thập ấy nó sẽ đổi thành kinh nghiệm, rất là ngon. Thì các bạn nên nâng hai con này lên cấp độ 17. Và đồng thời thì game Khôi và Con ấy nó cũng chưa có hệ thống khóa chiêu. Tức là nếu mà anh em muốn mở khóa chiêu 3, chiêu 4 ấy thì anh em nên chờ sau khi các bạn đã mắc chiêu 1 nha. Các bạn nên mắc chiêu 1 của tướng trước, sau đấy thì hãy nâng cấp sao và mở khóa những chiêu sau sao. Đó, đặc biệt là đối với hai tướng farm này thì anh em phải lưu ý, đó là cố gắng mắc thêm cái chiêu 2. Đây là chiêu thu thập, nó rất là ngon. Thì sau khi các bạn đã lên được mắc hai chiêu đầu rồi, ví dụ như con Keola của mình đi, thì các bạn có thể mở khóa cho nó cấp 3 sao. Và với việc các bạn mở khóa cấp 3 sao ấy thì các bạn có thể cho hai con nó đi thu thập nha anh em. Và ví dụ ở đây các bạn thấy này, mình cho con Keola với lại ở đây là con tướng bay màu tím, thì mình cho đi thu thập thì cả hai con đều được cộng sách kinh nghiệm cả. Đó, và anh em cũng nên cho cái con tướng farm này nó thu thập trong mỏ liên minh nha. Tại vì mỏ liên minh thì trữ lượng rất là lớn, anh em cứ vứt vào mỏ là lúc về anh em sẽ được một đống kinh nghiệm luôn. Đó, thì nó rất là ngon. Tiếp nữa là cũng liên quan vấn đề farm, thì để các bạn có thể farm được nhanh hơn thì đồng nghĩa việc các bạn sẽ có nhiều tài nguyên đúng hơn đúng không? Thì nhiều tài nguyên hơn thì cái con tướng farm ấy nó cũng sẽ cho nhiều kinh nghiệm hơn. Thì anh em có thể là nâng những cái công nghệ mà tăng cái tốc độ farm và tăng cái khả năng nhận được kinh nghiệm của các bạn nha. Ví dụ như điểm thủ lĩnh quân sự này, nó cộng AP tướng, thì những cái điểm này nó sẽ đều tăng kinh nghiệm cho con tướng thu gom hết. Thì anh em cố gắng nâng nó những cái điểm mà tăng kinh nghiệm tướng này rồi tăng tốc độ thu gom. Đó, ở bên ban hành cũng vậy nha, bên ban hành nó cũng sẽ có những cái điểm mà tăng cái lượng kinh nghiệm tướng các bạn nhận được, thì các bạn nên nâng nó sớm thay vì các bạn nâng những cái công nghệ đánh nhau đúng không, hoặc những cái công nghệ chữa lính, thì những cái đó thì đầu game nó chưa có tác dụng mấy đâu, nên là anh em không nên nâng mấy cái đó làm gì, chúng ta nên tập trung vào cái thu gom để các bạn đầu game. Một mẹo nữa để cho anh em có thể đạt được cái mức power cao nhất ở ngày đầu tiên bắt đầu tới Call of Dragon ấy, đó là anh em có thể gọi là nâng cấp tất cả các tướng lên nha. Đó, các bạn sẽ mở khóa tất cả những chìa các bạn có và các bạn nâng skill nó cho mình. Skill tướng càng cao thì các bạn sẽ có lượng power càng lớn. Ví dụ ở đây mình sẽ nâng skill 1 của con này lên.
Anh em thấy không? Một phát nâng thôi mình được tăng 3.000 pound rồi. Và đầu game các bạn nâng hết những con tướng này lên thì có lẽ chỉ mất khoảng tầm 5 đến 6 tiếng thôi là các bạn có thể đạt được mức pound tầm 150 đến 200.000 pound rồi. Và với mức pound đó hiện tại là một mức pound rất là ổn ở đầu game để các bạn có thể xin vào được liên minh lớn ở trong cái kingdom của bạn nhá. Đó, về khởi đầu của tựa game này thì bây giờ rất là nhiều anh em cũng chỉ đang cày cuốc kiểu không nạp tiền hoặc cày chay giống như mình thôi. Còn đối với những bot thì thật sự với anh em luôn là họ sẽ có rất nhiều tiền nạp vào để nâng cấp công trình. Một cái điều nữa đối với các bạn mới chơi ấy, đó là thường chỉ có ngày đầu tiên với ngày thứ hai là các bạn bận thôi. Còn đến ngày thứ ba đâu không? Ví dụ anh em thấy không, bây giờ ngày thứ ba như mình đi, hiện tại vào mình một tiếng, mình vào mình xây lính một lần này, sau đấy mình nâng nhà xong rồi mình cho quân đi thu gom là coi như hết rồi nha anh em. Đó là các bạn sẽ không còn cái việc gì để vào game liên tục nữa. Nó chỉ trừ các bot thôi nha. Đó, các bot thì họ có thể vào game liên tục để họ nâng nhà tại vì họ có nhiều tài nguyên với nhiều tăng tốc ấy. Ok, và để kết thúc video này thì mình sẽ để cái video hướng dẫn tải game ở trên Android cũng như là iPhone ở cuối video nha. Hy vọng anh em có những cái giây phút giải trí ở tựa game Call of Dragon này. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tải tựa game Call of Dragon ở trong video ngày hôm nay. Thì cái tựa game này ấy, nó tới từ chính nhà phát hành Lilith Game luôn nha anh em. Nó thì cái nhà phát hành này nó có một công ty con tên là Farlight và hiện tại đã chính thức ra mắt Call of Dragon trên toàn cầu rồi. Tuy nhiên thì nó cũng giống như loại Kingdom hồi mà chưa về Việt Nam ấy, tức là các bạn sẽ cần phải có một cái nhà phát hành ở chính thức tại Việt Nam giống kiểu Gamuta thì các bạn mới có thể tải được Call of Dragon tại Việt Nam. Thì trong video này mình hướng các bạn cách tải bản Call of Dragon, mình sẽ tạm gọi là bản Global đi. Ở mai mốt khi mà có ra thêm cái bản Việt Nam ấy thì thực ra các bạn cũng chơi chung một game thôi, chung một server thôi, chỉ khác cái tên nhà phát hành thôi các bạn. Đó thì cái cách để tải tựa game Call of Dragon này thật ra rất là dễ, cũng như tất cả những game ở trên điện thoại Android và trên iOS khác thôi. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em luôn để anh em có thể tải về và trải nghiệm cùng mình. Thì đối với những cái bạn mà chơi game ở trên giả lập hoặc trên điện thoại Android ấy, thì các bạn có thể tìm trên Google cho mình cái từ đó là Call of Dragon APK nha. Và các bạn sẽ ấn vào cho mình ngay cái kết quả đầu tiên tới từ trang APK Pool này. Đấy, các bạn ấn vào. Thì ở đây các bạn sẽ chọn vào cho mình đó là download file APK này để các bạn tải file APK về máy. Thì cái file APK này nó chính là cái file cài đặt game nha anh em. Đó thì các bạn chỉ cần tải về thôi. Còn nếu mà ở giả lập đúng không, sau khi bạn tải về thì các bạn lấy thẳng cái file đó, các bạn kéo, các bạn vứt thẳng với cửa sổ giả lập luôn. Thì như vậy các bạn đã cài được game trên giả lập rồi. Còn trên điện thoại Android thì các bạn cứ mở cái file này trực tiếp ở trên điện thoại. Thì nếu mà ở trên điện thoại ấy, nó có yêu cầu các bạn cho cái quyền cài đặt đấy thì các bạn cứ ấn OK thôi. Tại cái này đó là cái file chính chủ của nhà phát hành. Đó thì ở trên Android thì các bạn có thể tải file APK này rất là dễ, Android là dễ nhất luôn. Còn đối với trên iOS hay là iPhone, iPad ấy thì các bạn phải làm cho mình cái thao tác đó là chuyển vùng cái App Store nhá. Do mình không có xài iPhone, tuy nhiên thì rất là nhiều người xem của mình đã áp dụng thành công cách này rồi. Đó thì các bạn chỉ cần ấn vào thứ nhất là vào cái mục cài đặt này. Đó, các bạn chọn iTunes App Store, các bạn chọn Apple ID, xem Apple ID, chọn quốc gia và vùng, thay đổi quốc gia và vùng, chọn quốc gia muốn chuyển và đồng ý 2 lần. Thì quốc gia muốn chuyển ở đây thì các bạn chịu khó chuyển qua cho mình đó là quốc gia Mỹ nha anh em. Mỹ là các bạn sẽ tải được game, nhiều ông kêu không được thì có lẽ là các bạn chuyển nó chưa đúng thôi. Cái này rất là đơn giản nhá, các bạn chuyển ở trên App Store thì cái này không việc gì nha anh em. Các bạn chuyển qua Mỹ, sau các bạn tải game xong, các bạn hoàn toàn có thể chuyển lại Việt Nam. Hoặc thậm chí các bạn cứ để email Mỹ cũng được. Đó, thì đó là cách để các bạn tải game ở trên App Store. Do mình không có iPhone nên mình không thể hướng dẫn anh em này được, nhưng anh em có thể làm trên màn hình. Mình thấy nó khá là dễ, chỉ có vài bước cơ bản thôi. Vào cài đặt này, iTunes và App Store này, sau đó ấn vào cái Apple ID của các bạn, sau đấy ấn xem Apple ID, sau đấy ấn quốc gia và vùng. Sau khi ấn quốc gia và vùng thì các bạn sẽ chuyển quốc gia đó qua Mỹ nha anh em. Ok, và vừa rồi mình vừa hướng dẫn các bạn cách tải tựa game Call of Dragon ở trên điện thoại Android cũng như trên iPhone nha các bạn. Thì với cái tựa game này ấy, hiện tại anh em có thể ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho Dũng Rock Rock2P. Thì mình sẽ làm thêm nhiều những cái video hướng dẫn các bạn về tựa game này nha. Game hiện tại cũng đã ra đến server 43 rồi, đó chỉ có khoảng 1 ngày đấy các bạn, 2 ngày 3 ngày đó là game đã có tới là mười mấy server mới rồi. Hôm 28 ra server quốc tế thì là server 32, thì hiện tại đã ra tới server 43 rồi. Cái game này rất là giống Rise Kingdom, rất là có tiềm năng thì các bạn có thể tải về chơi và trải nghiệm nhá. Đó, các bạn cần bất kỳ hướng dẫn gì về tựa game này thì có thể bình luận ở phía bên dưới. Hẹn gặp lại anh em những video sau. Bye bye.